Hello, xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi hành trình của kỳ thủ Nguyễn Thiên Ngân tại vòng 2 giải vô địch U18 nữ thế giới. Giải đấu đang được tổ chức tại thành phố Mamaia của đất nước Romania. Như các bạn đã biết thì ở vòng trước, Thiên Ngân đã bị thua sấp mặt trước một đối thủ cực mạnh nước chủ nhà là nữ kiện tướng quốc tế Miruna Daria, hơn Thiên Ngân gần 300 điểm Elo. Ở vòng này, Thiên Ngân tiếp tục chạm trán với một đối thủ cực mạnh nữa là Tiny Dorike, nữ kiện tướng Fiji người Bỉ Mặc dù cùng là kiện tướng của Fizer với nhau và đều sinh năm 2005, nhưng mà Tiny Draker đã có ELO lên tới tận 2148, tức là hơn Thiên Ngân hẳn 237 điểm ELO. Trước một đối thủ cực mạnh như này thì liệu Thiên Ngân có tiếp tục giòn hay không? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này Thiên Ngân được cầm quân trắng đi trước, em mở màn với nước tốt E4. Tiny đáp trả bằng nước tốt C5, triển khai thế trận phòng thủ Sicilian. Tiếp theo, trắng đi mã F3, đen đi mã C6. Trắng để tốt D4 gã đổi. Tốt đen ăn tốt trắng, mã trắng ăn lại tốt đen. Đen không đổi tiếp mã với trắng mà đi tốt E6 mở đường cho tượng phát triển. Trắng phát triển mã C3, đen phát triển mã F6. Trắng nhảy mã lên B5. Đen phi tượng lên B4 ghim mã trắng. Trắng để tốt A3 tấn công tượng đen. Tượng đen ăn mã trắng, mã trắng ăn lại tượng đen. Đen để tốt d5 gã đổi. Trắng không đổi tốt với đen mà phát triển tượng d3 kết hợp với mã bảo vệ tốt và chuẩn bị nhập thành. Tốt đen ăn tốt trắng. Nếu tượng trắng ăn lại tốt đen thì hậu đen ăn hậu trắng, vua trắng ăn lại hậu đen thì bị mất nhập thành. Còn mã trắng ăn hậu đen thì mã đen ăn tượng trắng, trắng bị mất không quân tượng. Do đó ở ván cờ thực tế, trắng có lựa chọn chính xác là lấy mã ăn lại tốt đen. Mã đen ăn mã trắng, tượng trắng ăn mã đen, hậu đen ăn hậu trắng. Vua trắng ăn lại hậu đen và cuối cùng thì vẫn bị mất nhập thành. Đen nhanh chóng nhập thành, đưa xe vào trung tâm để tham chiến. Trắng lấy tượng ăn tiếp mã đen, tốt đen ăn lại tượng trắng và bị hình thành hai quân tốt cô lập. Trắng phát triển tượng e3. Ở đây đen nên đẩy tốt lên a5 trước rồi sau đó phát triển tượng a6 vẫn chưa muộn. Nhưng mà thực tế đen phát triển ngay tượng lên A6 để ngăn vua trắng lên E2. Nước đi này thì làm cho tốt đen A7 bị bịt mất đường tiến lên. Đen sẽ phải duy trì quân xe ở A8 để bảo vệ quân tốt này. Còn trắng không lên được vua E2, trắng đành lên vua D2 để liên kết song xe và mở đường cho xe sang D1 kiểm soát cột mở trung tâm. Xe đen D8 chiếu. Nếu trắng lùi vua về hàng ngang số 1 thì chắc chắn một trong hai quân xe sẽ khó lòng phát triển. Do đó trắng lựa chọn chạy vua lên c3. Đen đi xe d5 chiếm lĩnh trung tâm, chuẩn bị bình tiếp xe d8 chồng quân trên cột mở d. Trắng cũng bình ngay xe d1, quyết không cho đen kiểm soát được cột mở chiến lược. Nếu xe đen ăn xe trắng thì xe trắng ăn lại xe đen và kiểm soát được cột mở d. Do đó, đó thì đen không ăn xe trắng mà đi vua F8 bắt đầu di chuyển vào giữa bàn cờ. Nếu xe trắng ăn xe đen thì tốt đen ăn lại xe trắng, hết bị tốt cô lập lại tạo thành một hàng tốt liên kết vững chắc với nhau. Do đó, đó trắng cũng không đổi xe với đen mà để tốt B3 mở đường cho vua chui vào B2 cho an toàn. Đen tiếp tục đi vua E7. Trắng theo kế hoạch lùi vua vào B2. Đen phi tượng vào E2 tấn công xe trắng để mở đường cho tốt đen phát triển tránh bị tượng trắng ăn mất sau đó thì mới có thể phát triển xe A8 được trắng chạy xe D4 đen theo kế hoạch để tốt A5 sau đó chắc sẽ bình xe D8 chồng quân trên cột MD trắng bình xe 1 tấn công tượng đen đen chạy tượng H5 trắng đẩy tiếp tốt C4 tấn công xe đen lần này đến quyết định đổi xe với trắng tượng trắng ăn lại xe đen và tấn công tốt đen G7 đen để tốt F6 phòng ngự. Tượng trắng C5 chiếu, đen chạy vua D7. Ở đây trắng có thể đẩy tốt F3 chặn đường tượng đen sau đó bình xe D1 chiếu kiểm soát được cột MD. Nhưng mà trắng lựa chọn đi xe E3 để chuẩn bị sang D3. Đen liền lùi tượng về G6 ngăn xe trắng D3. Trắng liền giật xe về E2 để có thể qua D2 kiểm soát cột MD. Đen để tốt E5 liên kết các tốt. Trắng chưa vội bình xe D2 mà đi vô C3, tích cực vừa vào trận. Đen đi vô C7, tránh nước chiếu của trắng. Trắng qua xe D2, kiểm soát hoàn toàn cột MD. Nếu bây giờ mà đen bình xe D8 để tranh giành cột MD với trắng, thì trắng sẽ thí tượng vào B6 chiếu bắt xe ngay. Do đó, đen không dám qua xe D8 mà đi tượng F5. Trắng để tốt A4, chặn đường tốt đen tiến xuống. Đen lùi tiếp tượng về E6, tượng trắng d6 chiếu vua đen chạy b7 trắng để tốt b4 gã đổi tốt đen ăn tốt trắng vua trắng ăn lại tốt đen và trắng có được một quân tốt thông ở cột a đen để tốt e4 trắng để tốt a5 đen để tiếp tốt f5 trắng để trắng liền để tốt g3 ngăn tốt đen tiến xuống đen để tốt g6 liên kết thành một hàng tốt vững chắc trắng lui tượng về e4 chặn bước tiến của các tốt đen phía cánh hậu sau đó có thể đi tượng G5 để có thể phi xuống D8. Đen thấy vậy lùi vua về C8, sau đó sẽ lùi tượng về D7 để bịt cột mở D lại. Trắng lên bình xe A2, bảo kê cho tốt thông. Đen lại đi vua B7, trắng lại bình xe D2, đen lại đi vua C8. Nếu mà tiếp tục thì ván cờ sẽ hoa. Trước sự ngoan cố của đen thì trắng đổi bài, lùi tượng về E3 đen lại đi vua b7. Trắng phi xe vào d6 tấn công tượng đen. Nếu đen chạy tượng f7 thì xe trắng d7 chiếu bắt tượng. Nếu đen chạy tượng g8 thì xe trắng vẫn d7 chiếu và kiểm soát được hàng ngang số 7, không có lợi cho đen. Nếu đen chạy tượng c8 thì trắng sẽ qua xe f6 rồi xuống f7 và sẽ tỉa được hết các tốt của đen phía cánh hậu. Do đó ở ván cờ thực tế thì đen đành bình xe E8 để bảo vệ tượng Xe đen đã di chuyển trắng không cần phải bảo vệ tốt nữa cho nên đi vua C5 Kết hợp với xe tấn công tốt đen C6 Đen chắc chắn không thể bảo vệ được quân tốt này Tưởng rằng đen sẽ phải đi vua A6 tấn công lại tốt thông của trắng Ai ngờ đen lùi tượng về C8 và mời trắng ăn tốt Nếu trắng ham hố ăn tốt đen thì xe đen E5 chiếu bắt lại tốt A5 Vua trắng mà chạy D6 vừa bảo vệ xe vừa tấn công lại xe đen Thì đen sẽ không ăn tốt trắng mà lùi xe về E6 chiếu bắt xe Wow cái bẫy cũng thầm thúy ra phết Thế nhưng đối đầu với đen là kỳ thủ đã từng vô địch thế giới cờ nhanh và cờ chớp U14 Chứ không phải hạng tầm thường Do đó trắng cũng không vội vã ăn tốt đen Mà đi tượng D4 ngăn xe đen E5 chiếu Đen đành phải đi xe E6 gạ đổi nếu đổi xe với đen thì tàn cuộng tàn cuộc tượng khác màu Trắng mặc dù lợi thế hơn một chút Khi có quân tốt thông nhưng mà cũng không thể làm gì được đen Và ván cờ 99,99% ,99 là sẽ hoa Do đó trắng cũng rất tỉnh và xinh gái khi không đổi xe với đen Mà phi xe xuống C8 Đen đi vô C7 tấn công xe trắng Trắng chạy xe f 8 định lên F7 chiếu bắt tốt Đen lùi xe về F7 phòng thủ Trắng đi xe F6 Đen đi tượng B7 Trắng đẩy tốt H4 Đen lùi tượng về A8 Trắng đẩy tiếp tốt A6 Đen đi xe D7 Tượng trắng E5 chiếu Đen chạy vua C8 và bị khóa chặt ở hàng ngang số 8 Trắng đi tượng D6 siết chặt vòng vây Khiến cho các quân của đen phải co cụm cực kỳ là khó chịu Đen lùi xe về D8 Trắng đi vua B6 Chuẩn bị vào A7 để tấn công tượng đen Đen đẩy tốt C5 mở đường thoát cho tượng. Vua trắng ăn tốt đen và giờ thì trắng đã có hẳn hai quân tốt thông. Đen bí nước đẩy tốt E3 để mở đường cho tượng tẩu thoát. Tốt trắng ăn tốt đen. Đen liền chạy tượng F3. Trắng đi vua B6. Đen bình xe 8 tấn công tốt trắng. Trắng lui tượng về F4 bảo vệ tốt. Đen lên vua D7 mở đường cho xe kiểm soát đường phong cấp của các tốt trắng. Trắng vẫn đẩy tốt A7. Đến bình xe C8 tấn công tốt trắng Xe trắng D6 chiếu Đen chạy vua E7 Trắng đầy tiếp tục C5 Đen bí nước lại đi vua E8 Trắng đầy tiếp tục C6 Phong tỏa đường chéo mà tượng đen đang kiểm soát Đen bí nước lại đi vua E7 Trắng đi vua B7 Đến lúc này Đen buộc lòng phải lấy xe ăn tốt trắng Xe trắng ăn xe đen và bị ghim Đen đi vua D7 Kết hợp với tượng bắt chết xe trắng tốt trắng phòng cấp biến thành siêu xoay ra tượng đen ăn xe trắng triệu vua trắng chạy b8 tượng đen ăn hậu trắng vua trắng ăn tượng đen đến lúc này với lợi thế hơn hẳn một tượng thì trắng đã dồn ép đen vào thế rúc răng và cuối cùng biết nó có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi đen hình dừng đồng hồ chịu thua như vậy, kỳ thủ Nguyễn Thiên Ngân của chúng ta sau khi thất thủ ở vòng 1 thì đã có màn comeback mạnh mẽ và đánh bại đối thủ của Elo hơn mình tận 237 điểm. Quả là ấn tượng. Hy vọng em sẽ giữ vững được phong độ thi đấu như này để tiếp tục chiến thắng ở những vòng sau. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.